Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, good evening. Good evening. Yes. Okay, who is sharing screen? Good morning, teacher. Good morning. Good evening. Good morning, teacher. No, it's not morning. It's good evening. Yeah, good evening. Okay, các bạn đâu chưa? Have you had a dinner yet? Have you had a dinner yet? Today I have a rice milk. You have a rice milk. And how about you? Sure. Yeah, good evening. Okay. Yeah. Hôm nay cô uống nước lọc và cô có nước gạo nè. Oh, today I have a rice milk from Korea. How about you? Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Wow. Hello, teacher.
Okay, here we come. Yes, I'm admitting we just have the 4 minutes left. And please sit down. And we need to take a glass of water or milk beside you as me. And we need more and more water while we study English, I swear. So what's wrong? And I'm meeting the student in the class. Yeah. Okay. Yes. At the previous class. Yeah. Hôm trước nha, hôm trước hình như là cô không giao bài tập cho các bạn là cảm thấy chồng vắng nhớ nhung đúng không? hôm trước không có bài tập làm nên các bạn cảm thấy chồng vắng nhớ nhung đúng không? Thế hôm nay mình có bài tập đó nha. Ok, sau hôm nay mình sẽ có bài tập đó. Hello, dạ rồi. Lớp mình chăm làm bài tập và không ra bài tập là các bạn hỏi. Cô ơi, sáng nay cô xem Hiền Thục bảo sáng nay xem phim Alice hay quá. Yeah, that's amazing film. I like it the most. Yeah, we just have the 3 minutes left. Okay, I just see that Khánh Minh is ready because she's raised your hands, raised her hand. Yeah, Quỳnh Anh, yes. And let me see, Hoàng Dũng, Hải Đăng, Bảo Châu, yes. And Trúc Linh, Trúc Lâm, okay. Trà My, Gia An, okay, let me see. Gia Long, Thái An, Khánh Vân, Phương Quỳnh. Okay, Hiền Thục, yes, okay. Kim Khánh, yes. Hà Minh Khang, Đinh Tô Giang, okay. Ngọc Hân, Nguyễn Quân, huh? Đinh Hoàng Bảo, you have a glasses, so cool. Nguyễn Thu Hiền, Hiền, Waze Khôi. Phạm Kim Thanh, can you come in, Hiền, Waze Khôi. Phạm Kim Thanh nè. Quỳnh, Trần Quỳnh Như, Hương Quỳnh, yes. I see you are ready. Trần Tiến Đạt. Cô điểm danh một chút để cô xem nào. Cô xem bạn nào mà đang là An and Ngân. An và Ngân lúc nào cũng trong tình trạng là các bạn rất là nghiêm túc. Đó, lần nào ngồi vào lớp cũng rất nhanh, nước cầm vào tay đúng không? Ghế ngồi là rất nghiêm ngắn luôn. Cô là Tiên Dương này, An với Ngân nhá, Trúc Linh, Trúc Lâm nhá, Hiền nữa nhá. Ok, Bảo An 3, lớp 3D đúng không, 3D à, Thảo My à, Thảo My, I can't see your face. Bảo An, Thảo My, ok, Quỳnh Anh, Hà Bảo Anh, ok. Some of students don't turn on the video, so I can't see. I don't know. Why you turn on the camera? Hoa, oh my god, I see a girl named Hoa, so pretty, with the headphone in back. Yeah, Hoa, great. Nguyễn Minh, Minh Tiến, Nguyễn Quân này, An Nhiên, turn on the camera, please. Cô khỏe không? Yes, I'm great. Today I'm great. If you know that, as usual, I will put my long hair down. But today is a little bit hot and I need to put all my hair up. Wait, what? I'm here. What's wrong? Thúy An, right? What can I help you? Okay. Let me see. Yes. Thank you, Trần Diệu Anh. So, time's up. It's 8:05 now. And we need to go in the class. So, if you're ready, come on. Comment to me. Say yes. Comment for me the word yes. So, let me know that you are ready for the class now. Where's the red?
Yes, okay. Yes, yes, thank you. Okay, we will go on the class now. Yeah, it's a little bit hot today, but I know that you are all intelligent. I know. Bài hơi khó một xí thôi, nhưng mà cô... Được chưa nhỉ? Rồi, cả lớp, nhìn lớp chưa rồi, yes. Các con có thấy bị đen không? Có bị đen màn hình không? Nói cho cô biết nào, có bị đen màn hình không nào? Tại vì là cô cũng phải kiểm tra. Yes, of course, my body. No, of course. Yeah, bạn nào nha, bây giờ tiếp tục này. Mình vẫn đang học với cái bài My Body á, đúng không? Mình vẫn đang học với cái bài My Body á, nhưng mà mình học rất nhiều phần rồi. Mình học rất nhiều cái chủ điểm ngữ pháp rồi, đúng không? Víu. Ai vào lớp... Đúng nhở? Thì trong cái bài ngày hôm nay ấy, cô sẽ hướng dẫn cho các con học về tính từ nhá. Ok, tính từ. Tính từ này. Who is drawing in on the board? Who is drawing? Đó rồi, đã bảo rồi. Không được là không được vẽ bậy mà. Không được vẽ lên bảng mà, đúng không? Ok, mất thời gian nhá. Rồi. So, ready chưa? Rồi, hand. Ok, rồi nào, next. Now, this is Andy. Ok, à, this is Anna. This is Anna. Đây là bạn Anna nhá. Bạn Anna này. Thì cô, hôm nay cô sẽ nói cho các bạn nào. Bạn, my name is Anna. Nhưng mình biết nhá, cái cụ my name đúng không? Tên của tớ là Anna. My name, tên của tớ, đúng không? À, biết rồi, my name is Ngọc. My name is Khang. My name is Khôi. My name blah blah blah, blah blah blah, đúng không nhỉ? Cả các bạn trên livestream thấy từ my name, tên của mình là... Mình dịch từ dưới lên đúng không? Từ name này, tên của tớ là gì á? Ok. Rồi thì người ta gọi đây là cũng là một tính từ, cái từ my cũng là một tính từ này, tên của tớ. Rồi thì hôm nay mình sẽ có những cái dạng tính từ nữa, đúng không? Khánh Bình, what's wrong? Okay, look at the picture here. Anna has a pen, right? Bạn Anna có một cái bút. Okay, bạn Anna có... Bạn Anna đi, cô gọi tiếng Việt cho nó dễ nhá. Bạn Anna. Ồ, bạn là tên Anna đây, bạn Hiền Thục tên Anna. Ok, rồi bạn Anna có một cái bút. Rồi, các bạn comment cho cô. What color of this? À, what color of this pen? What color is this? What color is this? Comment for me. Các bạn trên livestream comment cho cô nào. What color is this? What color of this pen? Yes, what color? What color? I ask about. Yes, Sarah. Exactly, Sarah. Blue, yes, exactly. It's blue. Thường thường nhá, những cái bài buổi 1, buổi 2 ấy, cô dạy các con ấy là chỉ có trả lời là nó thì đúng không? It is. Đó, nó thì xanh dương, nó thì vàng, nó thì hồng đúng không nhỉ? It is blue, it is black. Nhưng mà mình vẫn chưa được học là đây là một cái bút màu xanh đúng không? Yes. Ok, đây là một cái bút màu xanh. Thì bây giờ hôm nay cô sẽ dạy này, có những cái từ này. Một chiếc bút màu xanh nào, một chiếc bút màu xanh. A blue pen. Cũng giống như việc mình có từ my name ấy, tên của tớ. Thì ở đây cũng dịch thế, cái bút màu xanh, chưa? Một này, số lượng ở trước này, cái bút màu xanh. Danh từ dịch trước, tính từ dịch sau đúng không nhỉ? Nào, cái bút màu xanh. Ồ, các bạn cũng bắt đầu đoán đoán xem hôm nay mình học cái gì rồi đúng không? À, đây mới chỉ là bài khởi động thôi. Đấy, khởi động thôi nhá. Khởi động brainstorm một tí thôi nhá. Ok, blue nào. A pen is blue đấy. Đấy là cái việc mà đợt trước mình học đúng không? Ừ, cái buổi 1, buổi 2, buổi 3 là cô dạy như thế. Là cô mới dạy một cấu trúc là it is thế nào đó thôi. Đúng không nhỉ? Nó thì như nào đó. Thì cái đấy là bài cũ đúng không? A blue pen rồi, tiếp tục nha. Thế bây giờ còn một cái nữa nào. Ah, look at the picture here. Anna, right? Anna has the long hair, đúng không? Anna tóc dài, Anna tóc dài, Anna tóc dài đúng không? Nào bây giờ mình có là
Long hair, right? Long hair. Do you have long hair? Who's have long hair? Who's have long hair? Come in for me to let me know that you have long hair. Long, so long, long hair. Me, Nguyễn Ngọc Thiện Kỳ, right? Okay. Me, I have long hair too, but now I put all on my head. Cô cũng có tóc dài nhưng mà cô cho hết lên trên búi rồi. Nha, đây, long hair đúng không? Anna has long hair. Thì đây là tóc dài đúng không? Mình đều gọi là quen thuộc với những cái từ này rồi. Tại vì cô cứ nói đi, nói lại, nói tái, nói hồi rồi ý. Thì hôm nay mình sẽ học kỹ hơn này. Tại sao mà cô lại nói như thế đúng không? Long hair. Ok. Yeah. Nào mình nhìn vào cái bút đâu nhỉ? Rồi cô lấy cái bút nha. Đợi thì cô lấy cái bút nào. Mình có nào. My name đúng không? Tên của tôi là tên. Mình lại dịch là tên của tớ là đúng không? Rồi. Blue pen. Bút màu xanh. À đây, tên của tớ, à bên cô lấy lại nào, bút màu xanh nào, long hair đúng không, tóc dài, à biết sương sương đi học bài gì chưa, hello, yes, nào hôm nay mình sẽ học cái là mình sẽ sử dụng các từ chỉnh đặc điểm cùng với những danh từ nhá. Ok. Ví dụ như là tóc dài, mắt to, miệng rộng. Như hôm trước cái bài con mèo trong Alice ở xứ sở thần kỳ á. Cô có nói rằng là cái đặc điểm của bạn mèo là bạn ấy rất là bự đúng không? A fat cat. A pink cat. And a big mouth. Ok. Do you remember this? Đấy, có những bạn mà đã nói được đặc điểm của từng thứ đúng không nhỉ? Đặc điểm của từng thứ thì hôm nay mình sẽ học nhá, mình sẽ học cách nói thế nào. Đầu tiên là mình sẽ có cấu trúc như sau. Các bạn tập trung vào đây nào. Các bạn tập trung vào đây nhá. Mình có tính từ. Ok, tính từ là những từ chỉ chủ quyền này hay là đặc điểm này đúng không, bản chất này, ví dụ là vui tính, đáng yêu, cao thấp, gầy béo, mới cũ, ngắn dài đúng không, người ta gọi là tính từ vui tính hay không ai đó, người ta gọi là tính từ. Còn danh từ là những từ chỉ sự vật, sự việc, như kiểu là cơm này, cháo này, bình nước này, con người này, động vật này, người ta gọi là danh từ đúng không nhỉ? Dễ thôi đúng không? Đó, thì trong tiếng Việt á là mình cứ là như này. Trước bút màu xanh là danh từ, đứng trước tính từ đúng không? Là cứ từ chỉ vật trước xong mới đến đặc điểm. Trong tiếng Việt nhá. Chung này, trong tiếng Việt cứ các từ chỉ đồ vật trước, chỉ sự việc trước. Xong rồi mới đến đặc điểm của sự việc đấy. Ví dụ như chiếc bút màu xanh. Tuy nhiên trong tiếng Anh lại ngược một tí thôi. Cho nên là cô phải có riêng một bài cho các bạn. Đó là mình cho tính từ đứng trước danh từ. Ok, được chưa nhỉ? Ok, nào. Thì hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn hai kiểu tính từ nhá. Hai kiểu tính từ. Cô sẽ dạy cho các bạn tính từ sở hữu của, giống như từ my này. Hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn tính từ sở hữu, giống như từ của tôi, của cô ấy, của anh ấy á. Cô sẽ dạy cái đấy. Và cái thứ hai đó là dạy về các tính từ chỉ màu sắc và các tính từ chỉ đặc điểm. Đơn giản thôi, không khó đâu. Ok, I will clear out. Bây giờ xem nào.
Nào, có hai kiểu nào. Tính từ sở hữu là của tôi, của anh ấy, của cô ấy, của họ, của bạn, right? Tính từ thừa là những tính từ đặc điểm này, chỉ đặc điểm này, màu sắc này, rồi có rất nhiều loại tính từ nữa nhưng cô sẽ dạy dần nhá. Rồi hôm nay mình sẽ học về tính từ. Nào, tập trung ở đây. But first, we will go on possessive adjective. Possessive adjective, tính từ sở hữu của mình. Okay. Nào, để có thể mà, đúng không, nhìn vào bảng đây, để có thể mà mình vào bài thì hôm nay cô sẽ đặt cho các bạn một ví dụ nha. Okay, for example, kể cả các bạn trên livestream như trong lớp này. For example, hôm nay cô mở một quán, cô có một quán kem đi, cô bán kem nhá. Quán kem của cô Bảo Ngọc kia. Ice cream shop. Okay, ice cream shop. Cô có một cái quán bán kem rồi, và các bạn đi vào, các bạn vào quán của cô Ngọc, các bạn mua rất là nhiều ice cream. Các bạn mua rất nhiều ice cream. You buy a lot of ice cream. Bạn mua nhiều ice cream để bạn có thể chia cho từng thành viên trong gia đình, cũng như là chia cho nhiều người khác, đúng không nhỉ? Mình mua một lần xong mình đi chia, đúng không? Mình share. Ok. Nào các bạn nào vào quán của cô Ngọc nhá. Tưởng tượng này, mình vào quán kem của cô Ngọc. Đấy, thật là một trường hợp nhá. Mình vào quán bán kem của cô Ngọc rồi, mình mua rất nhiều ice cream. Ok, mình ăn một mình làm sao hết được, mình phải đi share, đúng không? Share cho người khác. Cái này là của người này này, cái này là của người kia này, của cô ấy, của anh ấy này. Ok, nào bây giờ mình bắt đầu nhá, làm sao để mình chia cho đều này. Làm sao để mình chia này. Ok. Nào bây giờ mình mua kem từ chỗ cô Ngọc đó rồi thì mình thế nào nhỉ? Mình thế nào nữa đây? Rồi bây giờ mình sẽ đi chia nhá. Nào, nếu mà các bạn học từ buổi thứ 11 hoặc là 10 thì là các bạn sẽ không còn lạ lẫm gì với cái bảng này nữa, đúng không nhỉ? Nó đã là bài tập về nhà, nó đã là bài hôm trước. Ok. Rồi mình có I, you, we, they, he, she and it, đúng không? Mình đang bắt đầu có kem ở đây rồi. Ok. Mình đang có kem ở đây, mình chuẩn bị chia cho mọi người nhá. Các con có chia không? Ok, mình chuẩn bị chia mọi người nhá. Con sẽ mở chat lên nhá. Ok, mình chia cho mọi người này. Thì với ai? Đầu tiên là của mình trước. Kem của mình. Thì mình có my ice cream. Nào, my ice cream. My của tôi. My ice cream. Chính xác. My. Ok, my. Nhớ nha, không spam nha. My. Nào các bạn trên livestream cũng vậy nào, các bạn đọc lớn nào. Lên nào. My ice cream. My water. Đây cũng có nước đúng không? My water. Okay. Is my ice cream, my water. Đây là kem của tớ, đây là nước của tớ, đúng không? Rồi. Bây giờ tiếp tục chia cho bạn này. Bây giờ tiếp tục chia cho bạn gái này. Từ you đúng không? You bạn. Okay, you bạn. Rồi thì chia một que kem cho bạn gái như nào ta? Mình sẽ có gì? Các bạn comment cho cô là mình sẽ có gì? You ice cream. Oh no, it's not. Nào, mình sẽ học từ. Oh, I'm sorry. Wait a little bit. Yeah, mình có your ice cream. Your ice cream. Okay. Now mình có my ice cream and your ice cream. Yeah. Bây giờ mình có kem của tớ rồi này. Rồi đây là kem của tớ này. Rồi đây là kem của bạn này. Đó. Your ice cream. And tiếp tục nào. Bây giờ nào. Tất cả chỗ kem này là của chúng mình đúng không? Rồi tất cả chỗ kem này của chúng mình là biết là gì không? Ok, tất cả chỗ kem này là của chúng mình nào. Mình sẽ có Our ice cream. Our ice cream. Các bạn đọc đúng nhỉ? Our. Now, repeat to me, đọc đúng nào. My. Oh, one more time. My. Của tôi đúng không? My ice cream. Kem của mình.
Ok, đã tiếp tục. Your ice cream. Ok, đọc thêm nào. Your ice cream. Good job. Now, next. We want. Của chúng mình nào. Our. One more time. Our. Nào các bạn làm theo cô nào. Repeat after me. Our. Ok. Our ice cream. Kem của chúng mình đúng không nhỉ? Ok, mình đã có kem của mình rồi này. Kem của bạn này. Kem của chúng mình rồi này. Ok. Bây giờ tiếp tục đi chia sẻ cho người khác nha. Bây giờ tiếp tục mình sẽ chia sẻ kem cho người khác nha. Ok, sao con? I love Pantano, I love myself. Thank you. Thank you. Ok. Nào, mình đã có 3 từ rồi, chính xác. Mình có 3 từ rồi. Tiếp tục nào. Bây giờ mình bắt đầu mang kem nào. Mình mang kem ra đi chưa? Các bạn đâu cầm đâu nhỉ? Ví dụ cầm một thứ ấy, coi như mình đang cầm kem đi đi nào. Chúng mình đi chia nào. Đâu rồi? Đâu rồi? Cầm thử xem nào. Đây, cô đang cầm tặng chai nước, coi như cô đang cầm một cái kem đi. For example, it is an ice cream. For example, it is an ice cream. Ví dụ nhá, ví dụ đây là một cái kem rồi. Bây giờ nhá, của cô rồi này. My ice cream. Của con này. Your ice cream. Our ice cream. Rồi bây giờ mình đi chia cho người khác nhá. Ra đây. Xong mình đi chia cho người khác nhá. Rồi tiếp tục nào. Đi chia cho ông bà đi. Họ ấy. Đi kia họ đứng đi kia. Đây này họ này. Đây, ok, đây. Nào, mình sẽ. Đây là kem của họ nói nào. Their ice cream. Ok, rồi. Their. Từ này hơi khó một chút. A little bit hard for you to pronounce. But. Now. Try a little bit. There. Được không nhỉ? Ok. There. Đâu cô thấy các con của cô đâu rồi? There. Rồi. Cô làm nào. Their ice cream. Những chiếc kem của họ. Của họ đúng không? Their ice cream. Their ice cream. Ok. Chút nữa mà cô gọi bất kỳ không đọc được ấy nhá. Rồi mà bây giờ chia cho các bạn nào. Bây giờ đang nói chuyện. Đây ice cream mà các bạn đi ở đây rồi đúng không? Các bạn ra đây nào. Giống như kiểu là cô đi phát sticker ấy đúng không? Ở trên lớp các bạn có thích sticker không? Đó thì cô giáo phát sticker nhá. Xong rồi các bạn sẽ đưa sticker cho các bạn này. Đưa cho các bạn là cũng là your sticker hoặc là your ice cream đúng không? Đó là mình phát kem cho các con này. Your ice cream, kem của các con đây, đúng không? Nghe quen không? Nghe quen quá. Yeah, pizza. Yeah, I told as much as possible. Yeah. Rồi. Đứa con có thể ghi vở nhá. Bạn nào có thể mà nhanh tay thì có thể ghi vở. Còn không thì mình đợi xem video xong thì mình ghi vở nhá. Không là mình bị mất tập trung. Ok. Các con ghi vở nếu mà các con ghi nhanh nhá. Nào, tiếp tục nào. Bây giờ cô vẫn đang cầm hai que kem nữa. Cô vẫn đang cầm hai que kem nữa cho nên là cô phải đi chia cho cái anh kia với cả cái cô kia kìa. Đấy, cho bác nam kia với cả bác nữ kia nhá. Rồi, cô cho mình cùng cầm ra đưa cho ông ấy nhá. Ok. Nào cầm lên nào. Ok, his ice cream. His ice cream. Đây là kem của ông ấy. Ok. His ice cream. Look at the board. Look at the screen. His ice cream. Ok. His. Nào. Hít hơi nào. His ice cream. His ice cream. Ok. One more time. His ice cream. À, đúng rồi, tốt lắm. Có bạn rất là hiểu bài luôn. Nào, bây giờ mình đã chia kem cho ông ấy rồi. Bây giờ mình còn một que kem nữa. Đưa cho bà nhá, đưa cho bà ấy nhá. Bà ấy ở xa nhá. Đây là kem này là kem của bà ấy này. Kem này là kem của bà ấy. Bác ấy.
chưa? Chứ không phải là không phải của mình đâu, cái này không phải của mình đâu, mình không được ăn đâu, nghe chưa? Đây bắt đầu mình đây là kem của bà ấy, mình nói nào. Nào. Her ice cream. Okay, one more time. Her ice cream. Okay, great. Now, one more time. Her. Không phải hơ nhé, không phải hơ lửa, không phải hơ cười đâu. Her. Có uốn lưỡi lên nhá, uốn lưỡi lên chặn họng này. Her ice cream. Okay, great. Bây giờ mình đã chia xong rồi đúng không? Nào, bây giờ mình tổng kết lại nhá. Tổng kết lại xem nào. Mình tổng kết lại một xí nào. Đầu tiên là có my ice cream, đúng không? Okay. My ice cream. Có your ice cream. Có kem của con rồi. Okay. Our ice cream. Con đọc nhanh một chút nào. Our. Okay. Now. Our. Đọc lại nào. Our. Our ice cream. Kem của chúng ta. Tiếp tục nhá. Their ice cream. Đấy, kem này kem của họ nha, không đụng vào nha. Đấy, có your ice cream thì cũng là kem của các bạn nè, giống như việc là cô phát sticker ấy. Tiếp tục nào. His ice cream. Kem của ông ấy này, hoặc là anh ấy này, hoặc là bác trai ấy này, hoặc là em trai ấy này, đúng không? His chỉ con trai, đúng không nhỉ? Chỉ là ông, nói chung, đúng không? Mà khi mà mình xưng hô. Tiếp tục nào. Her. Ok, từ này hơi khó đọc một chút. Her. Ok. Her ice cream. Nhớ đọc đúng nha, không cần đọc nhanh đâu, đọc nhanh mà không đúng là cũng thất bại đấy, nên mình phải đọc chậm nữa nhá. Her ice cream. Rồi nào, thế các con đang thắc mắc là tại sao còn từ eat nó, đúng không? Cái kem của cái cây này đâu thì cây có ăn kem đâu của mình cho, đúng không? Nhưng ở đây cô vẫn đưa vào nhá, ở đây cô vẫn đưa vào là eat là của nó, đúng không? Của nó, đúng không nhỉ? Cây có ăn kem đâu mà bảo là cô ơi kem của cây đâu. Ok. It's của nó. Nào, một bạn đọc lại cô nào. Các bạn trên livestream nắm được chưa nhỉ? Các bạn trong nhóm đâu? Một bạn đọc lại cô nào. Raise your hand nào. Who can? Ai có thể nào? Who can? Who raise your hand là dùng icon nào? Put me the icon. Icon. I can raise your hands. I will pick up a. Let me see. Đỗ Bảo An à? Đỗ Bảo An? Yes. Can you hear me clearly? Yes. Okay. Are you happy today? Yes. Okay. So you and me will read out loud all these words here. Okay. Okay. Yeah. So the first one, repeat after me. Làm cho cô nha. My eyes. Cream. My ice cream. Yeah, ice cream. Ice cream. Great. Okay, next. Your ice cream. Your ice cream. Now, to ice, take it out. Ice. Of ice. Ice. Rồi, chính xác. Ice cream. Exactly. Next. Our ice cream. Our ice cream. Their
ice cream. Yeah, ice cream. His ice cream. His ice cream. And her ice cream. Her ice cream. Yes, chính xác đấy con. Và bây giờ mình lại một lần nữa mình chơi một trò chơi nha. Bây giờ cô muốn đưa kem cho ông ấy thì nói thế nào? Exactly. Thank you. And how about I want to give the ice cream to her. Cô muốn đưa kem cho bác này sao? Bác ở trên màn hình cô đang chỉ đấy. Ice cream. Oh my god. And how about they? Ice cream. Oh my god. Good. Con hiểu bài rồi đúng không? Tốt lắm. Tuyệt vời. High five. Nào, tôi thấy high five. Yes. Okay. Okay, thank you. Bởi vì cô đang không tiện mute thì cho con mute mic cho cô nhá. Thank you. Rồi đấy. Lớp mình chỉ dạy một lần thôi là nhớ rồi. Các bạn nào nhớ rồi comment yes cho cô nào. Comment yes. Hoàng Tú Phương, ôi giời ơi. Hoàng Tú Phương. Yes rồi, Hiệp yes đầu tiên. Yes. Cô đọc này, Hiền Thục yes, Sarah yes, Vinh. Ok, yes, Khang, yes. Lương Hà Anh Nguyễn, yes. Đỗ Bảo An, yes, tốt. Yes, các bạn rất hiểu bài. Tốt lắm, thì bài này. Nào, bây giờ nhá, mình sẽ dùng một chút này. Mình sẽ bắt đầu đi sâu hơn một chút này. Nào, bây giờ đây, đúng rồi, đúng cái cảnh mà mình đang đưa kem đúng không? Bây giờ đúng cái cảnh rồi. Là bạn Nam cầm kem, cầm cái ice cream đó. Mình vừa dùng từ my này, mình có my này, của tôi này, your, của bạn, our, của chúng mình, their, của họ, your cũng là của các bạn, his, của anh ấy hoặc là ông ấy, her, của bà ấy, của cô ấy. Ok, is của nó, viết liền nhá. ITS viết liền, không có dấu phẩy đâu. Is của nó thì viết liền, không dấu phẩy nhá. Rồi, nào bây giờ mình sẽ chỉ này. Mình sẽ chỉ này. Đầu tiên là tất cả đây, cô có ví dụ như tất cả đây. Con nhìn lên trên video của cô nhá. Có tất cả đây này, ví dụ như cô không có kem ấy, thì cô lấy vật tượng trưng đi. Ok, cô lấy vật tượng trưng đi. Bây giờ là cô đang có rất nhiều ở trên tay đúng không? Rồi bây giờ cô sẽ chỉ này, zip y đúng không? Rồi các con biết cái cụ đấy zip y rồi đúng không? Rồi nào. Để cô cho các bạn vào lớp đã nhá, các con nhá. Ok. Nào. Bây giờ zip y nào. Bây giờ mình có nào. This is. À, mình có rất nhiều này. Mình cầm lên nhiều lắm này. Nhìn lên màn hình này. This is okay. This is my ice cream. Đây, cái này là cái red, coi như là cái red ice cream này của cô đi. Yeah. This is my ice cream. Okay. This is my ice cream. Okay. And let me see. This is, yeah, cái này này. This is your ice cream. Còn cái kem ấy là của con ấy. Ok. This is your ice cream. Ok. And this is, chỗ này còn cái này là, nào bây giờ, this is, đây là cái thanh que kem này, cái que kem này đúng không? Cái que kem, một cái kem đây là của chúng mình nhá. Cái này ăn chung nhá. Cái này ăn chung, một cái thôi ăn chung. Nào, this is our ice cream. Cái này là mình chưa, mình ăn chung nhá. Cái của chung á. Ok. Ok, rồi tiếp tục nào.
nhưng mà kiểu bị thừa tiền ấy, thế là thôi mua thêm một cái nữa cho nó ăn chung. Cái này to lắm, cái này cắt ra cũng không được nhiều, thì cái này cũng là một cái kem thôi. Thì có là this is their ice cream, cái này thôi mua ấy cho nha, cho họ rồi cho họ một cái kem này mọi người ăn chung, người ta cắt ra ok rồi ăn chung. Cái này to lắm, không ăn một người ăn không hết đâu. Đó, their ice cream, kem của họ á, tí nữa thì cô đưa cho họ nhá. Rồi tiếp tục nè. Còn đây là kem của các bạn này đó. This is your ice cream rồi. Còn tiếp tục nè, bây giờ tiếp tục đâu nhỉ? Coi như đây đi. Ok. This is his ice cream. À, đây là kem của anh ấy. Mình không được ăn đâu, cái này để riêng rồi nhá. Đây cô đặt riêng rồi. His ice cream. Okay, and this is her ice cream. Cái này là her ice cream này, không phải của mình đâu, mình cũng để riêng là tính nó đưa cho người ta nhá. Okay, đó. Thì sau một hồi đúng không, mình biết là mình chỉ this is my ice cream. Okay, this is your ice cream. This is our ice cream. This is their ice cream. This is his ice cream. And this is her ice cream. Exactly. Nó có dễ không? Dễ không? Hiển thuộc lắm. Sorry this. Mai nha. Hôm sau nha. Hôm sau có nhiều bài tập cô gọi cả lớp luôn. Hôm nay mình học đã nhá. Ok. Hôm nay mình học đã nhá. Mình tập trung học đã nhá. Ok. Cấu trúc ZI, đây là kem của mình này. Đây là kem của bạn này. Đây là kem của chúng mình. Đúng không? Đây là kem của họ. Đây là kem của anh ấy và đây là kem của bà ấy. Chưa? Ok, còn từ is đó là của nó, thì cái cây nó không ăn kem cho nên cô không cho vào đây nhá. Ok. Nào các bạn nào, come on, yes for me. Yes. Oh. Why Bảo Châu? Kem Bảo Châu á. Why you go out? Yes, okay. Hiểu bài quá, lớp mình quá thông minh luôn. Thế mà không thi Super Kid. Không thi Super Kid the Moonlight kiếm nhiều quà lắm. Cô mà bằng tuổi các con nên mà cô giỏi như các con cô cũng thi ý. Nhưng mà tại vì là mãi sau cô lớn như này rồi cô mới giỏi được tiếng Anh đấy. Còn ngày xưa cô bé cô không giỏi được tiếng Anh như các bạn đâu. Cho nên là nhớ nhá, là tham gia Super Kid mình đầu tư thời gian một tí. Cô không cho bài tập ngày hôm trước đâu. Thế mà chả bạn nào bảo với cô là còn có bài cả. Có mỗi mấy bạn mà không học thì các bạn mà mấy bạn mà không học được trong lớp mình ấy mà toàn phải xem lại video ấy. Thế mà các bạn ấy gửi ý tưởng nhiều lắm. Lớp mình phải đi đi. Nha. Ok, rồi. Thế là mình bây giờ nào? Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ đây. Rồi, nào các bạn nhìn vào đây. Look at the picture here. Look at the picture here. Well, what are you doing? What are they doing? Ôi, cô đây, Khánh Hà ăn đi. What's wrong? Yes, now look at the picture. Ok, cô tắt chat nha. Ok, tắt chat, tạm thời tắt chat. Tắt chat mình không được spam nhiều lắm, không học được. Okay, look at the picture here. They are having dinner. Rồi nhìn vào trong tranh đúng không? Bạn nào trả lời với cô mở chat một tí nào. Trả lời cho cô, đây là họ đang làm gì đây? What are they doing? What are they doing? Ăn gì? Ăn ở có như là ăn thì đang có bữa ăn đúng không? Having dinner, chính xác. Yes. Having dinner là tạm thời tắt chat tí. Nhìn hơi xấu, ui trời ơi, đây là bữa cơm ngày xưa đúng không? Đây là bữa cơm ngày xưa thời các ông các bà nhà mình đó. Đấy, đúng không? They are sitting on the mat. Họ đang ngồi trên chiếu đúng không? And nào có món gì nào? Bây giờ nhìn vào đây nào. Có fried fish này. Có boiled vegetable, yeah. And a bowl of soup. À, và có cái bát nước chấm à. Fish sauce, ok.
là các bạn học mỗi người một bát cơm đúng không? Bây giờ nhá, nhiệm vụ của các con, nhiệm vụ của các con là xoay cơm. Nào xoay cơm, ở nhà bạn nào phải xoay cơm ra tay. Bạn nào ở nhà phải xoay cơm đây. Ăn cơm ấy, chỉ ở nhà chỉ ăn cơm thôi không xoay cơm à? Thế không xoay cơm mời mọi người à? Có xoay cơm mời bố, mời mẹ, mời ông, mời bà không? Hi hi. Các bạn trên livestream bạn nào phải xoay cơm ạ? Dạ cô. Nào xoay cơm nhá. Rồi, nhiệm vụ của chúng mình hôm nay xoay cơm. Có chứ, cô bé tuổi cô là đấy, cô cũng xoay cơm mà, tại vì cô cũng gọi là bé tuổi nhất nhà đấy, cho nên là cô xoay cơm mời ông mời bà ăn cơm, mời bố mời mẹ ăn cơm đúng không? Nhiệm vụ này là mình xoay cơm cho mỗi người một bát mà. Rồi. À rồi đấy, các bạn bảo cô là ở trên hình ý thì là cái nồi cơm điện đúng không? Rồi con mời thôi không xoay. Rồi nào, bây giờ cô tạo các xem một tí. À, cho đỡ nhảy nha. Nào, đây các bạn bảo là cô có cái nồi cơm điện của cái cúc thề đây đúng không? Mà tại cô đang xoay cơm trong cái cúc thề mà ở trên mâm này lại không có cái cúc thề thì đây cô cho hẳn cái cúc thề nhá. Bây giờ mình sẽ đổi cái này sang cái cúc thề cho dễ mừng tượng. Đấy, rồi có cái cúc thề ở đây rồi đúng không? Ok, bây giờ mình đã có cái cúc thề ở đây rồi chưa? Mình cải tiến nâng cấp. Rồi, mình có cái cúc thề ở đây rồi nhá. Đỡ thắc mắc rồi nhá. Ok. Yes, đỡ thắc mắc rồi nhá. Nào, bên nhiệm vụ của mình là xoay từng bát cơm, bowl of rice, bát cơm, bát cơm ấy, bát có cơm ở trong người ta gọi là bowl of rice. Ok, cái từ này nó hơi dài, mình sẽ học sau chưa? Nào, a bowl of rice, một bát cơm đấy, đúng không? Có phải mỗi người một bát cơm không? Yes, yes, ok. Nào, bây giờ cô sẽ mở comment cho bạn. Các bạn, cô sẽ mở comment cho các bạn nha. Rồi các bạn mở comment cho các bạn say yes. Bây giờ cô trò mình sẽ xới từng bát cơm một. Zit is, đúng không? Mình lại quay về cái cấu trúc zit is vừa rồi nha. Nào, đây là cơm của nào, bây giờ cô muốn là đây là cơm của cô ấy. Đây là bát cơm nào, zit is. Nào, của cô ấy đâu? Bát cơm nào. Bowl rice. Nào nhìn thấy bạn đúng không? Có cái this is bowl rice bây giờ của cô ấy nào, của cái cô mà đang búi tóc màu tím ấy, của cô ấy đâu? Là gì vậy? Vừa học xong. Her, chính xác, her. Trời, cái lớp này nó học và nó giỏi ghê rồi đấy mà. Thích ghê. Ok, this is her bowl rice. Rồi mình xới cơm được cho cái ba gái rồi đúng không? Mà tiếp tục nha, mình xơi cơm cho bác Nam đi. À, mình xơi cơm cho bác Nam thì Didi thế nào? Bob Bright con. Các con comment trên livestream cho cô biết nào. Cô là không biết là các bạn ở trên trong Zoom này các bạn comment giỏi lắm mà không biết trên livestream mà comment ít thì không biết. Nào, Didi. Ok, nhanh quá, cô chưa kịp viết được. Yes, it is his bowl rice. Rất tuyên dương cả lớp. Hay là sau mình xem, mà cô sẽ xem chat đấy, mà bạn nào comment làm bài đầy đủ xong thì mình kiểu tích điểm ấy, mình tích xong thì bạn nào mà đủ điểm thì cô gửi sticker về nhà nhá. Chơi nhá. Đấy, từ hôm sau nhá. Ok. Yeah. Nào, bây giờ tiếp tục. Bây giờ mình phải xơi hai bát cơm. Bây giờ mình phải xơi hai bát cơm cho hai em nhỏ. Họ. Ok. Mình phải xơi hai bát cơm cho hai em nhỏ. Xơi nhiều, xơi những bát cơm cho em nhỏ nói nào. Ít ít. Nào, cô có cái này từ gì? Là những cái đúng không? Trước học rồi. Hôm buổi thứ 10 ạ, buổi thứ 10 học cái cụm này rồi. These are thế nào? Của họ. There, ôi trời, nhanh quá, chuẩn luôn. These are their bowls, bởi vì là có hai người mà là nhiều bát cơm rồi cho nên là mình phải bowls thêm s là những bát, những cái bát đúng không? Đựng cơm rồi.
This is her bowl of rice. This is his bowl of rice. And these are their bowls of rice. Lớp mình tuyệt vời 10 điểm, high five. Trời, quá tuyệt vời. Đâu xem nào. Cô xem cái comment nào. Rồi. Ờ, xin đi vệ sinh. Yeah, bây giờ tạm tắt chat đi nhá. Tạm tắt chat nhá, không để chat nhiều không học được. Nào, tốt lắm, cảm ơn cả lớp. Đúng không? Mình có nào, mình quay lại một chút nào. Đấy, nhiệm vụ của chúng mình là soi cơ. Hôm nay là lớp mình làm bài soi cơ rất tốt. Làm bài soi cơ quá tuyệt vời luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ fast back lại một tí là mình ôn lại nhá. Nào, ôn lại mà. Ôn lại mà lại nhảy bài trước thế. Nào, ôn lại một tí thôi. Mình có, vừa nay mình học nhá, các tính từ sở hữu, có nghĩa là từ của ấy, của tôi, của bạn, của anh ấy, của cô ấy, của họ ấy. Đúng không nào? Người ta gọi đây là tính từ sở hữu của. Đấy, chỉ nhớ thế thôi. Của tôi này. Rồi là của bạn này. Your. Our. Của chúng ta. Their. Của họ. Your. Của các bạn. His. Của anh ấy. Her. Của cô ấy. Và it. Của nó. Ok. Now my. Your. Our. Their. Your. His, her, and is. Ok. Bây giờ có bạn nào giơ tay đọc lại cho cô các từ này không ạ? Giơ tay, raise your hand. Raise your hand, please. Let me know that you can speak out loud. Oh, these words here. Raise your hand, please. I will call An Phú. Hello, An Phú. Hello, teacher. Okay, good evening. So, how do you do today? Yes. Yeah, you're great, right? And can you read out loud all these words here for me, please? Yes. Okay, the first word? My. Oh, yes, my. And the second word? Your. The third word. Yes, one more time. Our. Oh, tuyệt vời. Tiếp tục. Next. Dear. Great. Yeah. Good job. His. An Phú bị tắt mic. An Phú bị tắt mic, không bảo cô. Okay, An Phú. Hello. Hello, teacher. Oh, you are mute. Vừa nãy mình bị tắt mic đúng không nào? His. Next. Her. And the last one. Is. Yeah. Is. Từ cuối. Is. Is. Của nó nhỉ? Is, chính xác, is. Nào, con đọc nhanh hơn một chút nào. My. Nào, bây giờ một bạn đọc nhanh hơn cho cô nào. Trần Duy Phong nào. Hello Duy Phong. Good evening Duy Phong. Can you hear me clearly? Oh no, I can't hear. Chắc là Duy Phong bị hỏng mic rồi. Hello Hà Nguyễn đâu nhỉ?
Hello Lương Hà Anh Nguyễn. Right? Hello? Oh, I can't hear. Comment cho cô nào. Lương. Tại sao cô không nghe được nhỉ? Okay. Some, yeah. Now, okay, mình có my, your, our, their, his, her, and its. Nó dễ rồi, đúng không? Rồi, next. Mình sẽ học nào? Tiếp tục. Vừa nãy là mình học tính từ sở hữu, đúng không? Thì mình sang đến cái phần thứ hai mà vừa nãy cô ghi ở trong sơ đồ tư duy ấy. Là mình học hai loại tính từ ấy. Một là tính từ sở hữu và hai là tính từ thường, thì có các basic adjective như thế này đây, tính từ thường. Ok. Nào, tính từ thường thì hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn. Đầu tiên, yeah, first. Có bạn đầu buổi có bảo với cô là cô ơi học về colors đi. À đúng rồi. Buổi 2, buổi 3 thì cô đã dạy đâu có 5 màu sao ấy. Nhưng hôm nay cô sẽ bổ sung thêm một số màu nữa cho các con nhá. Ok. Do you know all of this color? Trần Duy Phong đâu? Ui, Trần Duy Phong đâu rồi? Ask to unmute cái nào. Ok, hello Trần Duy Phong. Why? Cô không nghe được ấy, chắc là do cô ấy, chứ không phải do các bạn đâu, cô không nghe được. Các bạn có nghe được cô nói không? Ồ, các bạn có nghe được cô nói không? Có. Thế sao cô không nghe được Duy Phong nói nhỉ? Có mà, ừ. Sao cô không nghe được Duy Phong nói nhỉ? Ok, thế là chắc là do cô thôi. Hiền Thục là thử Huyền Hiền Thục xem là có nói được không, là hay do máy cô nhỉ? Ok. Oh yes, of course, yes. Thank you. Yeah, Hiền Thục. Ok. Do you know all this color here? It's yellow. Ok, and? And orange. 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 Okay. Purple. Purple. Next. Black. Black. Next now. White. And brown. Oh my god, you know all these words? Con biết hết rồi sao? Thế thì mình cùng nghe lại, cô trò mình cùng nghe lại nhá, cùng các bạn nhá, nghe lại xem là cách đọc như nào nhá. Ok không? Page 33, activity 16. Look, listen, point, and say. 1. Yellow. 2. Orange. 3. Purple. 4. Black. 5. White. 6. Brown. Thank you. Đấy chưa, mình nào, bây giờ raise your hand. Nào, mình lấy một cái bút. Ok, những bạn, có những bạn mà chưa biết nha, mình lấy một cái bút, ok. Mình sẽ chỉ vào hình cho cô. Nào, lấy một cái bút chỉ vào hình. Nào, one more time. Page 33. Activity 16. Look. Listen. Point and say. 1. Yellow. 2. Orange. Orange. 3. Purple. Purple. 4. Black. Black. 5. White. White. 6. Brown. Brown. Đấy, mình vừa chỉ vào, vừa đọc nhá. Ok, nào, next. Ok, em tắt chat. Cô tắt chat rồi mà.
Ok. So, mình vừa học là tính từ đứng trước danh từ đúng không nhỉ? Ở đây mình có cái ảnh này là cái ảnh quá quen thuộc buổi 1 luôn. Cô toàn dùng những thứ mà các bạn quá quen thuộc luôn nhá. Rồi, bây giờ có cái backpack này, backpack này, book, chair, crayon, ok. Bây giờ cô sẽ gọi một bạn, cô sẽ gọi một bạn. Một bạn nào giơ tay cho cô nào. Hiệp Phạm đi. Siêu nhân Hiệp Sĩ đâu rồi? Hello Hiệp. Here. Yes, I'm here. So, how do you today? I feel you a little bit. I'm fine. You fine? Is this true? Có ta đâu, hôm nay có mệt đâu, hôm nay con có mệt đâu. I'm tired. Hôm nay có mệt không Hiệp? Không ạ. Không ạ. Thế hỏi thăm một tí là hôm nay học bao nhiêu ca ở trên trường nhỉ? Yeah. How many classes do you have today? How many classes? Bao nhiêu tiết học? Không đếm được. Đếm được không? Không ạ. Không ạ. Ok nào, next now, focus on the class now. Bây giờ nhá, con nhìn xem là cái backpack này có những màu gì nhỉ? What color of this backpack? What color of this backpack? This backpack has blue, yellow, black, and pink color. Oh, pink. Oh, you find the four colors. And I just want to focus on two main colors here is blue and pink, right? The well, we will have the phrase. Nếu mình chỉ tập trung là cái cặp này nó có hai màu ấy, đây cô giải thích tiếng Việt cho những bạn mà không nghe tốt nha. Pink and blue đúng không? Cái cặp màu xanh và hồng nào, nói như nào hả? Yep. It's pink and blue. Now this is a backpack. It's blue and pink and blue color. Okay. This is now. Bây giờ có thể tóm gọn lại câu đấy là this is a pink đúng không? Pink and blue backpack. Ôi, chữ pink có viết kiểu gì thế? Nó bị nhảy chữ. Đây này, pink and blue backpack. Ok. Nào, là lúc cái tiếp có phải là cái câu này nó sẽ gọn gàng hơn đúng không? Đúng không nhỉ? Yes. Đó. This is a pink and blue backpack. Đúng không? Đúng cấu trúc vừa nay cô dạy nhá. Là tính từ đứng trước danh từ, đây là một đúng không, một thế nào, cái cặp màu hồng và xanh. Ok, tương tự nào, mình làm tiếp cho câu tiếp theo nào. This is a book. Ok, this is a book. This book has orange and white color. I think it's brown. Do you think so? Orange? Orange hả? Thế là có nghĩa là cái này là cái tóm gọn lại là đây là quyển sách màu gì nhỉ? I don't know. You don't know. We will go on your point of view that it is orange, right? Cô sẽ thống nhất là đây là màu cam nhá. Ok, đây là quyển sách màu cam thì mình sẽ nói là this is an orange book. Exactly. Oh, nó bị chèn chữ rồi. This is an orange book. Okay. Now, từ tiếp theo nào. Cái chữ âm này là đặc biệt tại vì là chữ ơ đứng trước cái từ orange là có chữ o này, có chữ o này, có chữ âm o này, nó là nguyên âm.
Thì cái này là thôi mình phải nhớ nhất, chứ giải thích ở đây là nó cũng hơi khó để cô dạy đúng một bài nguyên như thế nhá. This is an orange book. Okay, now next. Okay, next một từ nữa nào. Chair, tray. Okay, what color of that chair? This chair has red and blue color. This chair has black and blue color. So red. Red? Yes. Yes. Oh my god. Red, okay, we will go on with red. Mình sẽ thống nhất nó là màu red đi. Tại vì là cô còn ít chỗ ấy. Okay, cô còn ít chỗ nhở. Nào, this is, đây là cô viết ngắn gọn lại nào. This is a cái ghế màu đỏ nào. Red chair. Yes, this is a red chair. Con hiểu không? Hiệp làm 3 bài rồi nhá, Hiệp bắt đầu hiểu rồi này. À, cô sẽ cho cái này màu đen đi cho nó dễ nhìn nhá. Ok, now look at this. This is cái cụm this is này thì ai cũng biết rồi, học xuyên suốt rồi đúng không? Không phải giải thích thêm. This is a, đây là một cái gì nhỉ? Một cái ghế màu đỏ, đúng không? This is a red chair. Thank you Hiệp. Well, tiếp tục là cô sẽ xem vào những bạn khác như nào nhé. Thank you so much. And who came? Look at the chat now. Bây giờ cô sẽ mở chat cho các bạn nào. Ok, who came? Bây giờ comment cho cô vào phần chat xem nào. Who can? Who can? Go on. Who can? Con đi. Bây giờ gọi Sarah nhá. Ai đây? Thúy An à? Hiệp. Hiệp vừa xong mà. Thúy An à, đâu bạn nào comment cho cô biết nào, tại vì là Kim Ngân, Phi Kim Ngân, An Nhiên mọi lần gọi rồi nha. Thúy An rồi, cô cũng chưa biết bạn Thúy An là bạn nào đấy. Hôm nay cô xem bạn Thúy An là bạn nào nhá. Các bạn xem bạn Thúy An là bạn nào nào. Nhanh lên, mình còn có những bài nữa đó. Thúy An comment lại cho cô nào. Thúy An comment lại cho cô nào. Cô lại không tìm thấy Thúy An ở đây. Nguyễn Thị Thúy An. Ok, đây đây, here. I'm so curious about Thúy An, so hello. Hello teacher. Do you feel today happy or tired today? I'm fine. You great, right? Okay. I have a crayon and a desk here. So the first, what color of this crayon? Is orange. Yes, it's orange. I know. So, if you want to talk in a full sentence and to introduce to everyone here, that is so introduce. Đây là cái bút màu cam thì nói nào. This is a What? Can you? Orange, exactly, an orange. This is an orange crayon. Yes, this is an orange crayon. Good girl. And next, we move to the desk here. What color of that desk? It's yellow. Yeah, it's yellow. So we have a sentence here that it is. Yellow desk. Yellow. Can you spell the word yellow? Yellow. Con đánh vần cho cô xem nào. Cô quên mất cách viết rồi. Orange. Why?
Có chữ Y này, E này, L rồi này. Thế còn chữ gì nữa không? Chị không nói to. Đâu con đánh bằng chữ yellow cho cô nào. Yeah. Các bạn comment cho cô nào, không tự nhiên cô quên rồi này. Yellow. Yellow, ok. Yellow gì nhỉ? Yellow desk. Oh, thank you, yellow desk. Good girl. Ok, thank you. Đó, thì sau bạn Hiệp này với cả bạn Thúy An này. Ok, thank you Thúy An nha. High five. Yes. Thì mình đã biết cách nói là đây là cái đồ vật màu gì, đúng không? Đây là cái đồ vật màu gì đó. Thì mình còn 5 thứ nữa để tối cô giao bài tập nhá. Ok. Ôi, chắc mình phải tắt chat đi thôi. Yellow, ok. Nào, cô xin lỗi nha. Cô xin lỗi nha, tại vì là bài cũng dài mà mình đang học kiến thức đi. Cho nên là cô không thể gọi được tất cả các bạn. Cho nên là cô hẹn các bạn là đến ngày mai, ngày thứ 6 nhá. Thứ 6 là chỉ làm bài tập để luyện tập thôi. Cho nên là cô sẽ gọi rất nhiều được chưa? Yêu không? Yêu nha, trái tim nhá. Ok. Ôi, đừng giận cô Ngọc mà, tội cô Ngọc lắm. Nha, rất là yêu. Yêu lắm cơ. Ok. Tại vì là thời lượng của buổi học ngày hôm nay cũng hết mất rồi. Cho nên là những bài tiếp theo thì để hôm sau mình học tiếp nha. Còn bây giờ là mình sẽ stop share here và cô sẽ nói chuyện với các con một chút nha. Ok, hello. Oh my god. So, how do you feel today? Các con cảm thấy thế nào? Hôm nay cảm thấy nào nào? Hôm nay học hơi nặng một chút đúng không? Hôm nay mình học hơi nặng một chút. Các bạn trên livestream học hơi nặng một chút. Nhưng mà các bạn làm rất tốt. Cô thấy các bạn làm rất tốt nha. Đây cô sẽ mở chat cho các con này. Nào, cô mở chat cho các con. Dạ, các bạn làm rất tốt. Hôm nay mình nha, mình sẽ có bài tập nho nhỏ thôi. Xong rồi các bạn nha, nếu mà có ý tưởng super kid giống online, các bạn thi super kid đi. Yeah, đúng rồi, các bạn có ý tưởng thi này thì các bạn có thể nhắn tin cho thầy Yêu Củ, đúng không? Các bạn chắc là cũng biết thầy Yêu Củ này, thầy Mạnh Quân, đấy, Mạnh Quân Nguyễn, thầy Vương, đúng không? Còn cô thì thẳng là cô sẽ không trả lời tin nhắn nhanh như các thầy, cho nên là các con cứ nhắn cho các thầy nhá. Đó, các con có ý tưởng thì cần giúp đỡ thì các con nhắn cho thầy nhá. Rồi mình sẽ thi và bạn nào có ý tưởng thì nói để các thầy cô giúp đỡ nha. Còn bài tập ngày hôm nay cô sẽ soạn và ra cho các bạn ở trên nhóm Zalo này. Rồi ngày mai mình sẽ có video để xem lại bài học nhá. Rồi là mình sẽ có bài tập để làm luyện tập nhá. Rồi là nếu mà bạn nào có ý tưởng thi Super Kids The Mola, bởi vì sắp trung thu rồi mà có quà thì thích lắm. Cho nên là các bạn nhớ nhá, ra ý tưởng này xong mình nhắn tin cho các thầy. Ok, để các thầy giúp đỡ các con nhá. Rồi, bây giờ thì cô sẽ mở mic cho các bạn nha. Ok. Mở mic cho các con nha. Good night.